Chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã trở lại với channel Invest và Travel của mình. Hôm nay Jason sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mua bán trên hệ thống TOS, viết tắt của Thinkorswim. TOS là một hệ thống trading của TD Ameritrade. Nếu bạn nào dùng TD Ameritrade thì nên dùng computer, máy tính cho nó nhanh và hiệu quả hơn vì có rất nhiều chức năng. Dùng phone cũng được, nhưng nếu các bạn trade option hoặc là trade day trade mỗi ngày thì mình recommend thì các bạn nên dùng cái máy tính tốt hơn là dùng cái phone. Cái phone thì trong trường hợp các bạn đi ra ngoài không có máy tính cũng được, nhưng nếu bạn ở nhà thì hãy nên sử dụng cái hệ thống TOS của TD Ameritrade. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua cái computer để hướng dẫn cho các bạn. Ok, nếu các bạn chưa có download xuống cái Thinkorswim, viết tắt là TOS, thì các bạn phải vào Google rồi download Thinkorswim, hoặc là các bạn có thể vào trang web của TD Ameritrade và có thể download được cái app này, cái platform này, Thinkorswim. Sau khi các bạn download xong thì các bạn chỉ cần gõ cái username và cái password của bạn mà thôi. Ở phía dưới nó có hai phần, một phần là live trading là các bạn trade bằng tiền thật, còn bên này là paper money là trade bằng tiền giả. Thì nếu các bạn nào chưa rành về Thinkorswim hay là chưa biết cách mua bán như thế nào thì nên tập trade giả. Để làm ví dụ hôm nay thì Jason sẽ nhấn vào cái paper money. Thật sự mà nói, cái paper money và cái live trading, cái giao diện giống nhau như đúc, chỉ khác là tiền thật và tiền giả mà thôi. Thì bây giờ mình sẽ log in. Ví dụ sau khi các bạn log in xong rồi thì các bạn thấy cái màn hình như thế này. Đó, đây là số tiền giả mà nó cho cái tài khoản, còn tiền thật của bạn thì sẽ là số tiền khác. Và cách mình setup cái TOS nó cũng rất là đơn giản, tùy theo mọi người muốn setup ra sao. Bên tay trái các bạn thấy chỗ này là watch list, là mình bỏ tên của những cái stock nào mà mình thích coi mỗi ngày. Ví dụ như mình muốn add thêm cái tên của stock Tesla chẳng hạn, thì nó sẽ hiện ra cho các bạn Tesla liền lập tức. Đây, thì ở đây thì có cái giá của Tesla. Còn đây là những cái thành phần mà các bạn có thể bỏ vào, ví dụ như là nó đổi giá bao nhiêu trong ngày, giá mua giá bán, cao thấp như thế nào, tùy các bạn chọn. Cái watch list này thì mình để mình biết cái stock nào mình theo dõi mỗi ngày mà thôi. Ok, rồi ví dụ mình muốn trade option thì mình chỉ việc vào cái chỗ nút trade đây, các bạn click vào trade. Sau các bạn click vào trade thì nó sẽ hiện ra tên của stock ở đây, cái khuôn này các bạn chỉ cần bấm vào. Chẳng hạn các bạn muốn trade cổ phiếu SPY chẳng hạn, có sẵn SPY luôn thì mình làm sẵn luôn, còn nếu không thì các bạn có thể type vào SPY SPY, các bạn nhấn enter thì nó sẽ hiện ra mà thôi. Sau đó thì các bạn thấy ở phía dưới đây nó hiện ra cái option chain là những cái ngày hết hạn của cái cổ phiếu SPY. Ví dụ như các bạn chọn November 4, November 7, November 9, November 11 vân vân tùy các bạn, thì hôm nay đã là November 5, ngày 5 tháng 11 ở Việt Nam. Thì ví dụ mình chọn ngày 7 đi ha, là tuần tới, thì bây giờ mình chọn vào ngày 7. Sau khi các bạn nhấn vào đó thì các bạn thấy rồi đó, ở bên tay trái thì nó có hiện ra chữ call, ở bên tay phải là put. Call là mua đường lên, put là mua đường xuống, thì các bạn cũng biết rồi. Thì đó, còn ở giữa này là thời hạn các bạn muốn chọn mà thôi. Ví dụ như SPY hiện tại đang là 376 đồng 35 sen, 376 đồng 35 sen. Thì ví dụ các bạn muốn mua một cái call chẳng hạn, các bạn muốn mua một cái call thì các bạn chọn cái strike là tùy ý. Ví dụ như giá đang 376, mình chọn cái strike 380 chẳng hạn. Thì đây các bạn thấy đây, cái giá 380, giá của nó là 64 sen cho đến 66 sen giữa cái bid và ask. Thì các bạn chỉ việc nhấn con chuột right click bên tay phải của con chuột, sau đó các bạn thấy nó hiện ra chữ buy lập tức liền. Đó, các bạn chỉ cần nhấn vào single là mua call hoặc là mua put. Nó có rất là nhiều cái strategy khác nhau cho các bạn chọn sẵn luôn. Khi mình mua call hoặc là put thì mình nhấn vào cái chữ single. Sau khi nhấn vào chữ single thì các bạn thấy nó hiện ra ở phía dưới lập tức. Đây, các bạn mua cái spread single là cái call hoặc là put, mua là buy, ok. Còn đây là số lượng contract, các bạn cũng có thể mua bao nhiêu tùy. Ví dụ các bạn mua một contract thì nhấn vào một, đó, có dấu cộng trừ ở đây, hoặc là có thể các bạn tự đánh vào cũng được. SPY thời hạn hết hạn ngày 7 tháng 11, mua hình thức call, giá tiền 66, các bạn có thể sửa đổi cái giá tiền theo ý của bạn.
cao hay thấp các bạn có thể trả giá như thế này đó, bằng cách nhấn vào dấu cộng hay dấu trừ đó, ví dụ chẳng hạn. Rồi sau đó các bạn chỉ cần nhấn vào nút Confirm and Send. Ở đây thì nó có cái order limit, các bạn có thể chọn cái giá thì gọi là limit, còn các bạn muốn mua theo giá thị trường thì các bạn đổi thành cái market mà thôi. Còn bây giờ sau khi tất cả mọi thứ ready, các bạn chỉ cần nhấn vào nút Confirm and Send, và trước khi nó mua nó hiện ra một cái màn hình như vậy để cho các bạn biết các bạn đã mua, các bạn chuẩn bị mua cái gì. Nó còn cho các bạn biết lời là bao nhiêu, thì trong trường hợp này lời không có giới hạn, maximum loss là cái lỗ nhiều nhất chỉ là 62 đồng, đây là cái giá mà các bạn trả tiền, chỉ vậy thôi. Thì các bạn nhấn chữ send, vậy là xong. Nếu như sau khi nó mua xong các bạn muốn biết nó mua hay không thì các bạn đi vào chữ monitor thì nó sẽ hiện ra ở dưới cả. Thị trường đã đóng cửa bây giờ rồi cho nên nó chưa có mua, thì nó vẫn còn nằm ở đây pending, các bạn thấy em, nó còn hiện ra chữ buy là pending. Nếu mua xong rồi thì các bạn sẽ thấy nó sẽ hiện ra đây lập tức bao nhiêu contract, là số lượng đây là quantity đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Thì nếu như các bạn nó không mua được, các bạn muốn cancel thì các bạn chỉ việc nhấn vào nút right click ở cái chữ buy, các bạn có thể cancel cái order đó, hoặc là có thể vừa cancel và vừa thay đổi giá hay là thay đổi cái gì tùy các bạn. Thì các bạn nhấn vào lại vào đây cancel replace order, còn nếu không mua thì các bạn cancel hết thì nó xong đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Đó là cách các bạn buy call hoặc là buy put đó. Các bạn chỉ cần click vào trade, stock đã có sẵn spy ở đây. Ví dụ bây giờ các bạn mua đường put thì cũng same thing, các bạn mua con chuột ở bên phía tay phải, put ở đây, call ở đây, mua đường put thì các bạn cũng làm như lúc nãy, right click, các bạn buy single. Thì bây giờ phía dưới các bạn thấy rồi đó, nó hiện ra chữ put thay vì chữ call, cũng làm động tác tương tự như lúc nãy mà thôi. Ok, nếu không muốn thì các bạn click delete là nó stop lại lại. Còn ví dụ thay vì các bạn buy call thì bây giờ các bạn có thể sell call hoặc là sell put. Ví dụ như muốn sell put thì cũng đơn giản như vậy thôi. Thời hạn đây ngày 7 tháng 11. Các bạn cũng right click cái strike này mà các bạn muốn. Ví dụ giá đang là 376, các bạn muốn sell put 370 chẳng hạn. Các bạn right click. Bây giờ thay vì bấm chữ buy các bạn phải bấm vào nút sell. Thì các bạn chọn cũng là single. Tại vì bây giờ call put gì cũng là single hết. Thì đây là số lượng contract. Các bạn có thể chọn một là bao nhiêu. Mình đó các bạn có thể chọn ví dụ như một thôi, thì các bạn lấy về đây là 41 cent, một contract thời hạn là ngày 7 sẽ hết hạn. Thì sau đó các bạn nhấn nút confirm thì cũng tương tự như nhau, nó sẽ nói là các bạn sẽ lấy về 41 cent là 41 đồng, rồi các bạn sẽ bỏ ra tiền collateral là bao nhiêu đây. Ok, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi sau đó các bạn click send. Trường đã đóng cửa thì các bạn sẽ không thấy được, nhưng mà khi mà thị trường mở cửa hoặc là trong thời gian thị trường mở cửa thì các bạn thấy nó sẽ nằm ra ở chỗ này đó. Còn nếu muốn biết nó fill hay không thì các bạn sẽ bấm vào fill order, các bạn cũng sẽ thấy. Còn hiện tại nó đang working thì nó hiện ra ở đây đó, nó hiện đây cái summary cho các bạn, tóm tắt cho các bạn biết nó đang working. Nếu các bạn không có muốn giờ các bạn có thể cancel, right click vào cái cổ phiếu đó, các bạn click cancel, chỉ đơn giản vậy thôi. Đó là hình thức sell put. Sell call thì cũng tương tự như vậy thôi. Tại vì khi các bạn đã có 100 share cổ phiếu nào rồi, các bạn muốn sell call thì các bạn cũng vào trade, rồi các bạn right click ở bên này, các bạn nhấn chữ sell và chữ single, thay vì put thì bây giờ nó hiện ra call, chỉ vậy thôi. Ok, rất là đơn giản. Nếu các bạn có gì thắc mắc thêm thì các bạn có thể comment cho Jason, mình sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc đó.